cái ông mà bạn dạy học với tôi đỡ đầu cho thằng con tôi đó, tức là cha đỡ đầu cho cái thằng con mà bây giờ nó đương ở với tôi này này, thì ông cao quán mục sư Đoàn Thanh Liêm gì đó là cũng là bạn thân của ông bác cháu. Vâng, ông Đoàn Thanh Liêm thì lại là về cái người trí thức công giáo, còn ông Cao Xuân Vĩ đó thì là một trong những các cái dòng họ mà được ông Diệp hay là được ông bác sĩ Tuyến là quý mến. Thì ông Cao Xuân Vĩ đó ông ấy coi như là cả ông ấy cái khi mà đi qua bên này tôi nhớ rằng thì là cái ông Cao Thế Dung ông ấy có hẹn tôi tới tới cái khu mà nó nói là cái khu ấy là khu của ông Cao Xuân Vĩ, nó gọi là cái chuồng chim đó, tới đó để mà hội họp ở bên ngoài đó, thì là ở bên ngoài đó là một cái trụ sở để mà ghi tên vào cái đảng Cần Lao hay đảng gì đó. Thế nhưng mà ông Cao Xuân Vĩ thì cái lúc mà ông Cao Thế Dung là dạy học cùng với tôi đó, thì ông ấy hẹn tôi là đến đó, ông ấy ở tiểu bang khác, ông ấy về, ông ấy hội họp, ông ấy cũng coi như là một trong những các cái gọi là tư tưởng ra, một trong những pointers của cái ông của bác sĩ Trần Kim Tuyến bây giờ đó. Thì ông ấy hẹn tôi ở cái góc đường ở đây này, nó gần cái chỗ furniture ngay đường Bôn Sa này này. Nếu vậy bác với cháu cũng có điểm giống nhau, tức là bác cháu đó, tức là anh của mẹ cháu đó, trước khi mất á, hồi đó cháu còn thì đi lắm, cháu đang tính dụ mời rượu bác cháu làm báo mà, giống như bác á, tức là tính bác cháu sẽ làm giống như chủ bút đó bác, còn có người khác bỏ tiền ra làm, nhưng mà giống như cháu là cái người trung gian để thích làm thôi, nhưng mà trước khi mất thì cháu cũng không có để ý, nhưng mà không có nghĩ đến cái chuyện đó. Thành ra khi mà bác cháu hẹn đưa cháu đến gặp ông Cao Xuân Vĩ đó, thì cháu cứ hẹn bác thích biết tánh cháu rồi, cứ lây lất lần lừa, rồi cuối cùng quay qua quay lại thì phụ Cao Xuân Vĩ cũng mất mà bác cháu cũng mất rồi. Cháu thì cũng không có cái cơ hội để mà gặp, để mà làm một cái chương trình để mà lưu lại cái tài liệu như thực sự như cháu muốn vậy. Vâng, thành ra nhân tiện nói về ông Cao Thế Dung đó là dạy học với tôi ở Rạch Giá, rồi về sau là ông ấy coi như rằng thì là ông ấy viết cái cuốn Công giáo sử Việt Nam thay cho cái linh mục Phan Khắc Huồn. Thì ông này là một trong những người mà nghĩa là văn chương như cháo chảy, và gần như là ông ấy không có dùng computer, ông ấy viết tay và rất đẹp. Và thế thì ông ấy có kể với tôi rằng thì là thực ra là ông ấy là Cao Xuân Dung, tức là nhưng mà ông ấy đổi cái chữ Xuân thành ra là Cao Thế Dung. Ta liên tưởng đến cuộc Cao Xuân Vĩ. Vâng, không, tức là ông ấy đổi để mà tội nghiệp là ông ấy giỏi như vậy, nhưng mà buồn cười lắm là cái giai đoạn đầu là ông ấy dùng bằng giả, ông ấy dùng cái bằng của thằng em ông ấy, thằng em ông thì đỗ tú tài, mà ông ấy thì không đỗ, cho nên ông ấy dùng cái bằng của thằng em, nó là thằng Cao Xuân Dung. Thế nhưng mà lúc mà ở Việt Nam Cộng Hòa đó, thì ông ấy bỏ chữ Xuân đi, ông là Cao Thế Dung. Đấy là cái câu chuyện nó đại khái như vậy, tức là cái giai đoạn đầu của Việt Nam ấy là nó có những các cái con người chính thống có bằng cấp này kia đó, còn có những các cái thiên tài riêng đó. Mà vừa rồi anh nhắc lại cái nhà văn thì kể cả Duyên Anh đó bác, thì bác cháu kể lại là bác cháu là người mà khi mà
nhà văn Duyên Anh đi vô tòa soạn để làm với linh mục gì đó, hồi đó cháu quên, là có cái tờ báo mà bác cháu cũng làm à, tờ xây dựng. Dạ đó. Rồi thì bác cháu là cái người mà nói là cũng hướng dẫn, cũng góp ý hoặc là cũng góp phần chỉ điểm cho nhà văn Duyên Anh mà. Chứ còn Duyên Anh là có thiên tài thôi, chứ còn thì về học vấn là đúng không ạ, đâu có được đào tạo chính quy đâu. Vâng, nhà văn Duyên Anh nhà thì có hai tên, một cái tên kia là Thương Sinh vậy nhỉ? Dạ, cái bút hiệu Thương Sinh là chuyên môn đấm đá, là đấu đá giống như Nguyễn Xuân Hùng, hoặc là như nếu mà cháu với Ngô Kỳ đó là cái như vậy. Vâng, thế thành ra thành ra mà ông Duyên Anh là không có bằng cấp gì cả. Dạ đó. Cũng lại là một cái anh di cư mà viết moi móc rất hay. Dạ đó. Đến nỗi mà trong cái lúc mà có mấy liên danh của Việt Nam Cộng Hòa cái hồi ứng cử cái giai đoạn đầu của Nguyễn Văn Thiệu mới để gì đó thì có mấy cái liên danh, thứ nhất là liên danh Bông Huệ tức là của Công giáo, liên danh Nông Công Binh tức là liên danh đoàn kết đó, vừa nông dân vừa công vừa chiến sĩ đó, và binh đó, công nghệ binh nông công binh, rồi một cái liên danh là tay lũ á, vâng, liên danh là tay cày tay súng chẳng hạn, vâng, và rồi thì nó lại còn lúc bây giờ cái tình hình nó nguy cấp và nó cũng lại gọi là lập một cái mặt trận cứu nguy dân tộc thì cũng là lại mang mấy cái bộ mặt của Việt Nam ra cái lúc mà Mỹ nó hết viện trợ rồi và cộng sản có vẻ là nó tự dưng nó tiến mạnh quá và Việt Nam Cộng Hòa thì ngân sách không còn nữa. Lúc bây giờ chúng tôi gọi là người Mỹ nó đổi ngựa giữa dòng đó. Thì cái lúc bây giờ các cái quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, những người mà có tên tuổi đó mới lập một cái mặt trận là cứu nguy dân tộc để mà coi như rằng thì là coi như vận động quần chúng, rồi thì là để vận động các dân biểu nghị sĩ Quốc hội Mỹ xem nó có tiếp tục nó giúp đỡ mình không. Thật ra nó sẵn là mình là một cái dân tộc hiếu học cho nên là cái lớp học đều là xây dựng cái hồi đầu đó là chúng tôi thì chả có chữ nghĩa gì cả, đi vào trong Nam thì chỉ có cái điều là đi bán chữ thôi, chúng tôi hoặc là mở trường tư mà hồi đó là dạy ở trường công xong rồi buổi tối lại mở cái lớp buổi tối thì lớp buổi tối đó nhiều khi là để có như kể cả những cái công chức mà ở trong tòa hành chánh mới gì đó thì họ chưa có, họ mới đỗ trung học thôi, họ là công chức nhưng mà buổi tối thì họ ra họ đi học thêm thì chúng tôi dạy những các cái quý vị đó. Thì tôi còn nhớ rằng thì là cái còn chúng tôi mà đi vào trong Nam đó thì là tôi nhớ hồi đó tôi được cử đi cái lúc bấy giờ là cũng muộn màng lắm rồi, chúng tôi hay ngồi với lại Cung Tiến, Dương Hồng Duyệt với lại gì đó ở chỗ ngã 6 Sài Gòn đó, cái nhà mà số 16 Lý Thái Tổ đó, đằng sau nó là cà phê Năm Dưỡng vậy đó, đó. Và thế thì chúng tôi tự dưng cái nha trung học và cái gì nha trung học thì nó có một cái thông cáo là đương cần một số giáo sư giáo viên cũng được gọi là phụ trách giáo sư để mà đi một số tỉnh. Thế thì cái lúc bây giờ thì tôi cũng đương chán đời và cũng hình như là cũng nghèo rồi cả. Thì tôi đi tôi dạy học, tôi ghi danh thì nó có cái là một cái là cần có ở Gò Công
cần một số giáo sư, rồi thì là một cái tỉnh nào ở miền Tây gì đó, và cuối cùng là Rạch Giá, Kiên Giang cũng có. Thế thì tôi đời xưa thì tôi cũng thích hải quân nào kiếp thế nào, thì mình cũng đương chán đời thì bảo thế thì cho tôi cử tôi cho tôi cái sự vụ lệnh đi xuống dưới Kiên Giang, Rạch Giá, thị xã là Rạch Giá, và thành tỉnh là tỉnh Kiên Giang, cái tỉnh cuối cuối của thành phố, nó gần với lại Campuchia, nó gần với lại gì đó là cái tỉnh cuối, thành ra ở cái tỉnh đó buồn cười lắm, là một số học trò nó lai Campuchia, mà một số học trò đó là nó lai Tàu. Vâng, thế thì tôi mang cái sự vụ lệnh xuống dưới Rạch Giá đó, thì tôi nhớ rằng cái ông giám học mà cái ông hiệu trưởng thì lúc bây giờ là ông ấy có bằng cấp, nhưng mà ông ấy cũng là coi như là làm tạm thôi. Ông ấy gần như là cũng mê sảng rồi, cũng hơi lấn cấn rồi. Thì cái ông giám học ấy là cái ông tên là Đốc đó, thì ông nhận cái sự vụ lệnh của tôi, thì ông ấy thấy mà thằng Bắc Kỳ thì ông ấy cũng có vẻ là ông ấy cũng hơi ghét, thì ông ấy tưởng rằng Bắc Kỳ thì là cũng chỉ có giỏi về toán lý hóa đấy hết thì đó, thế thì ông Đốc này ông ấy cũng kỳ thị, ông bảo ở đây thì hết các cái lớp toán lý hóa rồi, thầy dạy được cái gì mà muốn dạy học thì là phải dạy được 18 giờ trong một tuần lễ, đúng không ạ? Thế là bảo thế bây giờ thôi thì thế thì tôi bảo thì là tôi dạy cái gì cũng được hết ạ. Thì nói, ông ấy nói chuyện rằng anh Văn thì cũng đã có một cái ông mục sư ở đây rồi, thế còn Pháp Văn ông có dạy được không? Thì tôi cũng được, tôi cũng hồi nhỏ tôi cũng hơi ngang tàng rồi, Pháp Văn tôi cũng dạy. Thế thì ông ấy nói là thế thì thôi thì chia cho thầy 3 giờ sử, 3 giờ địa, 3 giờ công dân giáo dục, rồi chỉ là mấy giờ tiếng Anh, rồi còn tiếng Pháp thì ở đây coi như là mấy ông thầy ở đây là ông giỏi lắm rồi, ông ấy toàn nói tiếng Tây không ạ, thành ra không cần nữa thầy, và cũng là thầy cũng không chen chân vào đó để đâu. Thế là mình mới thấy đấy là cái đầu tiên mà đi dạy học, và lúc bây giờ mới rồi ngoài cái ông Cao Thế Dung thì tôi dắt nhà Văn Thế Phong xuống dưới đó, thế rồi thì là ngoài cái trường trung học chính là trường Nguyễn Trung Trực, lúc bây giờ nó cũng chỉ có tới lớp đệ tam thôi, lớp đệ tam là lớp cao cấp, còn là nó chỉ có trung học nhất cấp và nhị cấp thôi, từ lớp đệ lục tới lớp đệ ngũ tứ thì là thế thì nó xây dựng cái đó và tỉnh Kiên Giang thì là nó lèo tèo hai dãy nhà mái fibro xi măng hay là gì đó xây, mỗi lớp cũng là 5 thước cái gì đó, là sâu được 10 thước, thì ở đó mình dạy học. Và lúc bây giờ nó có cái chương trình gọi là ba lợi ích, thì cái trường của nhà nước thì là nó dạy những cái giờ hành chánh, dạy 8 giờ sáng rồi thì tới 12 giờ trưa rồi thì chiều tới 4-5 giờ nó về, thì các cái lớp bỏ không, thì lúc bây giờ nó mới có cái nó gọi là cái ba lợi ích, nó bảo thế thì bây giờ có lớp học này, có lớp học bỏ không này mới gì đó, thì các anh vào trong đó tôi cho thuê, các anh đóng tiền điện tiền nước hay là các anh gì đó, các cái chi phí về
các cái nhân viên văn phòng và chi phí về gì đó thì là chúng tôi dạy học, đấy là cái ngoài giờ dạy thêm. Và còn ngoài ra nữa thì lúc bây giờ mình cũng nhiều sức trái trẻ, tôi đi ra tôi dạy học ở một trường tư ở Rạch Giá đó, thì cái này mới đáng kể. Cái trường tư đó nó lấy tên là trường Võ Văn. Thì cái ông này thì tôi thấy ông ấy có vẻ lờ khờ, không ạ? Ông ấy tên là, cái trường của ông tên là Võ Văn, mà ông ấy tên của ông ấy là Võ Văn Cứ, Võ Văn Võ Văn cái gì đó, Cứ cái gì đó. Thế thì mình mới kể chuyện thì là cái trường tư buổi tối đó, thì tôi ra dạy cái đó thì ông có vẻ quý cái bọn Bắc Kỳ này lắm. Tôi dạy cùng với ông Đoàn Hòa, ông Lạc Loại Xuân Quốc, rồi ông về đó, rồi tôi mang cả ông Thế Phong xuống dạy, mấy ông có cả một cái ông giáo, ông Tố Hữu nữa. Thế thì ông này có vẻ ông quý mấy cái giáo sư người Việt, không có kỳ thị. Và rồi thì là ông ấy có nhiều ưu đãi lắm. Thế về sau thế thì dạy học ở đó thì tôi thấy là hơi lạ lạ, là công an ở trong tỉnh, tuy rằng ông ấy mở cái trường học dạy học hiền lành, nhưng mà có vẻ nó vẫn cứ theo dõi ông. Thì hóa ra mà có thể mở được trường thì là ông ấy phải có tú tài toàn phần. Và hồi xưa đó, tú tài toàn phần đó, là phải đi ra Hà Nội du học ra Hà Nội mới thi được tú tài toàn phần, mới về làm hiệu trưởng. Thì ông này có vẻ ông ấy ngớ ngẩn, nhưng mà ông ấy võ văn cái gì đó, mà ông ấy nói là tự là cứ. Về sau đó tôi mới biết là ông ấy là anh của ông Võ Văn Kiệt. Đấy là cái trường Võ Văn đó, tôi dạy học là anh của Võ Văn Kiệt. Hồi đó đó là cộng sản nó đã biết cái gốc gác của cái ông này, nó cứ để ý. Nhưng mà ông này thì ông ấy sống một cách hiền lành, ông ấy mở trường học thôi. Cái thời đó là thời cụ Diệm không ạ? Vâng, thời cụ Diệm. Cái nhưng mà trên trung ương là nhân tiện nói về thời cụ Diệm đó, thì cụ Diệm ở trên trung ương đó, thì về cụ Diệm phải đối đầu với các nhà báo quốc tế, với lại nhất là các cố vấn Mỹ đó. Thành ra cụ Diệm cũng không dám đóng một cái vai trò mà gọi là độc tài sát thủ. Thì Ngô Đình Diệm ông ấy có một người anh mà ban nãy mình nói đó, là ông giám mục Ngô Đình Thục. Cái gia đình năm người con trai. Còn cái người Ngô Đình Luyện đó thì là cũng là học coi như là cùng học lớp với lệ hồi đó đó là đại sứ Pháp ở Việt Nam, Marion gì đó. Còn thì là cái cậu út đó, là cậu Ngô Đình Ngô Đình Cẩn đó, cậu út đó thì là gia đình nói rằng thì là cậu ấy khỏi phải đi học đi hết, ở nhà mà nuôi mẹ già, cho nên ông Cẩn được phong cái chức cố vấn miền Trung. Nhưng mà cái gia đình đó nó cũng hết sức là khát máu. Ông Ngô Đình Diệm là không dám có cái bàn tay bạo lực vì có tai mắt quốc tế, nhưng mà ông Ngô Đình Cẩn là ông ấy
ông cố vấn miền Trung đó, là ông ấy xài cán bộ cộng sản, và để mà cán bộ cộng sản chiêu hồ đó, ông ấy xài để mà nghĩa là len lỏi vào cái hàng ngũ, và nghĩa là ông Ngô Đình Diệm không dám làm những cái hành động trắng trợn, thì cái toán công tác đặc biệt miền Trung của ông Ngô Đình Cẩn đó, là ông ấy buổi tối ông ấy tới ông xa sơi tái à, ông ấy tức là thủ tiêu đó. Vâng, đó này, đấy là theo anh nghe đây. Bởi vì sau này ông mới bị gọi là xử tử đó phải không ạ? Vâng, ông ấy bị xử tử và cả cái gia đình đó đó nó cũng có cái oan kiên cũng ác lắm à. Thì cái lúc bấy giờ là người ta đã định cho ông Ngô Đình Diệm lưu vong, cho ông Ngô Đình Diệm lưu vong, nhưng mà tại vì cái uy tín của Ngô Đình Diệm quá lớn, thành ra nó sợ rằng thì là sẽ có ngày ông ấy được đón về, ông ấy ngóc đầu trở lại giống như Sihanouk. Vâng, thế thành ra đó là do đó mà nó buộc lòng người Mỹ, người biết những cố vấn của Mỹ ở Đông Dương ở Việt Nam là nó đành phải thanh toán ông ấy. Cái đáng lẽ là nó định cho nó lưu vong. Bây giờ trở lại nói chuyện Công giáo thì hồi nãy lúc mình đang ăn đó bác, bác có nghe qua cái phần phát biểu nhận định của Linh Mục Bùi Phong nói về cái vấn đề cái bữa tiệc mà mấy người dân tự ở dưới đây mà suốt ngày vỗ ngực xưng tên là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, phải tự thù An Lộc đó mà họ đi dự cái tiệc ở trên San Jose đó. Rồi Linh Mục Bùi Phong cũng kêu gọi là phải recall chúc với mấy người đó, thì bác nghĩ sao? Tôi thấy rằng thì là tôi không ngờ rằng cái vụ mà đi dự với cái ông vua giác David Dương David Dương mà nó lại có vẻ nó nguy hiểm như vậy, và sau cái vụ nó lại mang nó lại mà bùng lên để nên nói mà bây giờ cũng ông Linh Mục này lên tiếng. Đấy là chưa kể Ngô Kỳ, Ngô Kiết. Nhất là cái đài mà cái người phóng viên, cái chủ kênh mà phỏng vấn vị Linh Mục Bùi Phong đó bác. Vâng. Là chuyên môn là phỏng vấn Ngô Kỳ. Vâng. Là nhà báo Nguyễn Xuân Nam gì đó, đúng không? Vâng. Chắc bác biết. Thì thấy là rất là thân thiết với Ngô Kỳ. Chứ vâng, không phải là những cái kênh mà nói là đối thủ của Trần Thái Văn hay là Chí Tạ. Vâng, thành ra khi mà ông Trần Thái Văn là để mà nói về ông Trần Thái Văn thì ông ấy cũng là định về Hạ Sơn để mà trước đây thì báo Mỹ nó gọi ông ấy là một cái loại bố già, bởi vì là ông ấy đắc cử dân biểu của tiểu bang thôi, nhưng mà một trong cái gia đình có gốc gác lớn và có ảnh hưởng lớn và phát động quy tụ được một số những cái người trẻ ra ứng cử trong cái gọi là liên danh băng của anh ta, và cũng thành công để mà lôi kéo được những như Nguyễn Quốc Lân, Giang Nét Nguyễn, Dina Nguyễn thời đó phải không ạ? Sau này mới đến Chí Tạ, chứ trước đó là em đi khuất và Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Quang Trung, Dina Nguyễn. Kể cả Trần Ánh Nguyễn mà bây giờ Trần Ánh Nguyễn là trở thành đối thủ rồi, nhưng mà hồi đợt khởi thủy là Trần Ánh Nguyễn là một trong những cái người trẻ được nâng đỡ hoặc là được cái sự mà kêu gọi nó gọi là gì bác, inspire là cái nguồn cảm hứng phải không ạ? Được cái động lực từ xuất phát từ Trần Thái Văn mà cháu nghĩ thực sự nó là cái lứa HO thời đó đúng không ạ? Sau khi họ qua và họ có quốc tịch thì họ trở thành một cái lực lượng đúng không bác? Rồi họ như bác nói, vì Trần Thái Văn là cháu của Dư Quốc Đống, tướng Dư Quốc Đống, tướng Nhạy Dù phải không ạ? Thành ra Tư lệnh Nhạy Dù, thành ra họ mới tập hợp được, vận động được cái lực lượng gọi là phiếu cử tri, mà thầy cháu nghĩ là cái core đó đúng không ạ? Cái nội lực là nằm ở trong cái lực lượng HO, từ đó họ mới gọi là hội tụ được hết những cái cộng đồng, những cái nhóm khác trong cộng đồng cử tri người Việt. Vâng, thành ra
Ban đấy mình mới nói rằng thì là trước cả Trần Thái Văn đó cả, thì mình mới thấy rằng thì là cái giám mục Mục Vĩnh Long đó cả, đấy mới là một trong những các cái bàn tay nó vươn ra dưới cái nón của đạo Chúa, nó mới có nhiều giáo dân, nó mới có nhiều những các cái coi như là những các cái chiến sĩ tử vì đạo đó. Thành ra họ rất là tin cha và họ rất là ngoan cố thì mới đối đầu được với các thứ ngô kỳ ngô kiết. Bởi vậy đó bác, khi bác nói vậy là cháu thấy cái người mà bây giờ là phải lo sợ là Charlie với Nguyễn Quốc Lân, đúng không ạ? Tại vì như bác nói là cái lực lượng chính của họ, như cái thời Trần Thái Văn, là thật sự họ không có phải đi nghiêng về tôn giáo, mà cháu nghĩ nó nghiêng về vấn đề quốc cộng. Và ra họ mới tụ hợp được kể cả các chùa và các giáo xứ, đúng không ạ? Các vị linh mục cũng như các vị sư thầy. Nhưng mà đến bây giờ thì Charlie là hầu như dựa vào cái số phiếu của công giáo là chính, có phải không ạ? Charlie Nguyễn Mạnh Chí, mà bây giờ có một vị linh mục đứng lên đội, không có nêu thẳng tên Charlie thôi, chứ cháu nghĩ qua những cái bài nói chuyện, qua những cái bác theo dõi Facebook của Ngô Kỳ đó bác, là mấy bữa nay Ngô Kỳ là công khai chửi Charlie rất là trực tiếp, mạt sát rất là nặng nề, gọi đích danh Charlie ra. Và có thêm cái vị linh mục này nữa thì cháu nghĩ là họ gần như cái vị linh mục này là công khai kêu gọi chức phế Charlie rồi. Thưa anh, khi mà cái vai trò của cái hội đồng thành phố Westminster nó đã tới lúc nó dẹp dạng và đã tới lúc mà nó gọi là nó lâm chung, nó dãy chết đó, thì bây giờ nó có những viện binh, viện binh chính thức là cái ông Trần Thái Văn nó giết, rồi thì ông cái gì Trường đó, tức là cứu giá hay là hộ giá hay là sư bố già xuống núi để mà gọi là gì bác, để mà cứu nguy đó, để mà cứu vớt. Thế nhưng mà bây giờ lại thấy có một cái vị linh mục và vị linh mục nó lại rất là có vẻ là thân với Ngô Kỳ, tức là tôi cho rằng họ đóng hai cái vai trò. Cái ông linh mục này ông ấy coi như rằng thì là ông ấy đòi truất thuế Charlie, tức là ông không nêu đích danh, nhưng mà cháu nghĩ nói chung ra là ủng hộ chúc phế những cái vị dân cử, đúng không ạ, đã lên dự Papa mà cho đến bây giờ cũng không chịu giải thích, không chịu xin lỗi, không nhận sai. Thì trong đó có Nam Quan là đã được ông Pháp Bùi, ông nêu đích danh, ông nói ông đang tiến hành xúc tiến cái việc chúc phế recall Nam Quan, nhưng mà cái vấn đề chúc phế Charlie thì hơi khó. Thành ra những người như cháu, bác nhớ mà cháu muốn, nhưng mà cháu không hề yêu cầu đưa ra cái kế hoạch, là tại vì nó mình không có khả năng. Nhưng mà bây giờ những người như cái vị linh mục này mà họ lên tiếng như vậy thì biết đâu đến một ngày nào đó nó đủ cái số lượng, đúng không, đủ cái tiếng nói, thì lúc đó là người ta sẽ đặt vấn đề là tại lúc đó người ta có khả năng thực hiện được cái chuyện đó. Theo tôi thì cái chính trị buôn xa này đó, nó cũng nhiều cái factor, nó nhiều cái chi nhánh của cái bàn tay nối dài của cái con bạch tuộc đó, của cái con bạch tuộc công giáo đó, thành ra nhiều khi nó ra đó nó nói rằng nó sẽ truất thuế Charlie, nhưng mà rồi thì là để mà nghĩa là Charlie sẽ lại được cứu vớt. Bởi vì đó bác, lần trước nói chuyện với bác phải không ạ, cháu mới đặt vấn đề là Ngô Kỷ đang chơi game, đang diễn tuồng, đang dăng bẫy, đúng không ạ, để cho những người như cháu mà ông Pháp Bùi tưởng bở nhào vô, đúng không ạ, tức là hùa theo để mà ép Charlie là phải
đòi phải có dựng cái cột cờ vàng ở Phước Lộc Thọ, mà cứ nghĩ rằng là ồ bây giờ Charlie là phá đám rồi sẽ không có dựng. Nhưng mà nếu mà những người mà bị lừa đó, người ta bỏ hết trứng vô một rọ đó, đúng không ạ, để người ta ép, nhưng mà đến gần ngày bỏ phiếu đó thì tự nhiên ông Triệu Phát ông đồng ý dựng cột cờ và lại giao cho Charlie, giao cho Trần Thái Văn đứng ra là làm lễ động thổ khai trương dựng cột cờ. Thì có phải là những người mà như cháu với ông Phát Bùi là mấy bữa nay mà dồn hết công sức vô để mà gọi là phê phán, đòi hỏi, rồi cứ tưởng là họ đang chia rẽ, đúng không ạ, là đang gài ép Charlie vô thế bí, thì cuối cùng có phải là mình bị hố? Bác hiểu chứ không ạ? Có nghĩa là họ đã có cái kế hoạch dựng cột cờ sẵn rồi, họ đã thỏa thuận với nhau rồi, nhưng mà họ chỉ làm show, họ chỉ diễn tuồng để dăn bẫy cho mình thôi. Bởi vậy cháu mới hỏi bác là có phải là cái đó là cái khả năng có một trong những cái kịch bản hay không. Nhưng mà thưa bác, nếu mà như vậy hóa ra là cái linh mục Bùi Phong này là cũng diễn kịch chung với Ngô Kỵ à, thưa bác? Nếu mà bây giờ là cũng nhào ra để mà lên án. Tôi thì tôi không mà không đi sâu vào, và nhưng mà tôi thấy thì là đây là cái đòn chính trị đó, thì nó vừa đánh vừa xoa. Có nhiều khi là coi như là mắng Charlie Nguyễn là nhưng mà mắng yêu, mắng người nhà, đúng không ạ? Thành ra cứ tưởng bỏ rằng thì là ông này là ông ấy định xuất phế Charlie thật, nhưng mà thực ra là đóng tuồng với nhau thôi. Thì như cháu dùng cái từ nhé mà bác nói đó mà, tức là khi mà nhé như vậy là có thể dơ cao đánh khẽ, hoặc là chỉ là đòn nhé, tức là một cái thế lừa để mà dăn bẫy cho đối thủ của mình thôi. Vâng. Phải không ạ? Tại vì thật sự cái bây giờ thì có chửi sức mặt đi nữa thì nó cũng không chưa có ảnh hưởng gì ghê gớm, là tại vì chưa đến ngày bỏ phiếu. Phải không ạ? Vâng. Thì từ giờ cho đến ngày bỏ phiếu mà nếu mà Charlie với ông Triệu Phát với băng đảng của họ mà sắp xếp để mà coi như là động thổ để mà lên kế hoạch dựng cái cục cờ vàng thì rõ ràng đâu còn gì để chống đối nữa, có phải vậy không ạ? Vâng, mới lại theo tôi thì tất cả những cái đấu tranh để mà dựng cái cờ vàng đó, nó trở nên chuyện buồn cười đó, nó trở nên cái chuyện lố lăng. Đây đó là cửa hàng thương mại, xong rồi thì là Ngô Kỵ là cái nói là thì là anh đã sống bằng cái cộng đồng này, chúng tôi nuôi anh, chúng tôi cái gì đó cả. Tất cả những các cái tôi nghĩ rằng thì là ông Phát Bùi ông ấy có một cái câu nói cũng rất là trịch thượng. Ông ấy nói là ông chủ Triệu Phát thì ông ấy nói thì là cứ yên đi rồi cho làm, đừng có làm ồn, không ạ, đừng có làm ồn, tại vì ông ấy nắm được cái tẩy mày cũng chỉ là những cái thằng đâm thuê chém bướn thôi. Thì bởi vậy đó bác, cho mày cứ làm ồn thì ta muốn dựng cái cờ ăn thua chó gì đó mà trước đây ở chỗ Nguyễn Huệ biết đã dựng cái cờ rồi. Xong rồi thì cất đi mấy nhưng hồi. Nhưng mà dựng thì cũng có đâu ai ra đó để mà chào cờ hay là gì đâu. Thành ra cháu thấy đi ngang qua bao nhiêu năm nay, 40 năm nay đúng không ạ? Và cái cờ nó cũng rất bươm, nó cũng bạc màu. Nó gọi là cái bọn bán hàng giả mà. Lúc đòi thì đòi cho cố vậy, chứ họ dựng cột cờ như bác nói ở khu Nguyễn Huệ mấy chục năm nay. Có bao giờ thấy quý vị ra đó chụp hình hay là chào cờ hay là vinh danh tưởng niệm suy tôn gì đó? Vâng, thì bây giờ mới cái tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo phải không ạ? Thì lúc bây giờ mới cái nơi mà nó xôn tụ nhất là cái Phúc Lộc Thọ. Thì nó tình cờ thôi thì là cái ông Đức Thánh Trần Hưng Đạo thì là nó là đứng ở đó, thì tôi thấy rằng thì là có điêu khắc gia đã triệu tập một cái điêu khắc gia từ Việt Nam qua, mà cái điêu khắc gia này đó là trước đây là ông ấy đã làm cái tượng Đức Thánh Trần ở ngay đầu cái căn cứ hải quân ở Sài Gòn đó, trưởng Ba Son gì đó, ông trưởng Ba Son thì là nó lại là cái nơi mà trưởng Ba Son đó là nó
cả một cái sông Sài Gòn nó có 18 cái cảng, cái cảng cuối cùng là còn Ba Son đó là cái cảng đầu tiên, cái cảng số 5 đó. Dạ vâng thưa bác, giờ trở lại lý do tại sao cháu gọi là thuyết âm mưu là như vậy, tức là để mà chia sẻ cùng khán giả, hy vọng lần tới cháu mang thêm một máy nữa để có thể mình giao lưu, khán giả có thể chia sẻ rồi mình cũng đối thoại với khán giả. Nhưng mà bây giờ thì cháu chia sẻ là tại sao cháu nói có những thuyết âm mưu, là thứ nhất là như cháu nói, nếu mà diễn như vậy thì diễn quá sâu, đúng không ạ? Tức là anh đào mồ cúc mà anh chửi cha người ta, chửi tổ tiên người ta, rồi anh chửi ngu xuẩn, chửi tùm lum hết, rồi anh lại lôi thêm linh mục vô nữa, thì hóa ra là linh mục cũng đồng lõa dính tuồng với anh à. Chưa kể là ông Ngô Kỳ đó bác, mấy bữa nay ông có dẫn chứng mà như hồi nãy bác có hỏi cháu về vấn đề mà cái lịch sử hình thành khu Lớn Lầu Sài Gòn, đúng không ạ? Thì từ đầu nó là ở Santa Ana, rồi mới dời về là có Busa Mini Mall, thì nó chỉ là một cái mall rất là nhỏ, đúng không ạ? Rồi có những cái nhà hàng như là Thiên Thanh, hoặc là như là có những cái chợ, hồi đó là chợ dân chức vụ, rồi chợ gì đó dân chức vụ, dạ. Rồi có dược sĩ Quách Nhất Danh. Thì cho đến 1987 thì ông Triệu Phát này ông mới huy động được vốn để xây, đúng không ạ, nên cái gọi là Thương Xá Phước Lộc Thọ, nó mới có tầm cỡ để nó quy tụ, nó hình thành được cái gọi là Busa, đúng không ạ, được gọi cái gọi là Lớn Lầu Sài Gòn, để mà đồng hương mình ở khắp nơi đều tụ về để cảm thấy nó có vẻ đồ sộ to lớn bề thế, đúng không ạ, xứng đáng để mà đại diện. Nhưng mà thưa bác, giống như ông Ngô Kỳ mấy bữa nay ông đưa lên Facebook á, là ông dẫn chứng cái bài báo của LA Times á, như bác nói bác có quen biết mấy cái vị đó, đó là khi mà khởi đầu ông Triệu Phát và ông Tony Lâm, bác như là một người chắc bác cũng biết sơ sơ, cũng là một người Việt gốc Hoa chứ không phải là người Việt thuần túy, đúng không ạ, cũng là dân cử đầu tiên của người Việt, nhưng mà người Việt gốc Hoa, và cũng có vốn, cũng có làm việc chung với ông Triệu Phát, và khi họ xây những cái khu này lên đó bác, gọi là Thương Xá Phước Lộc Thọ, nhưng mà cái tên chính đó là Asian Village, Asian Garden, đúng không ạ? Và cái tờ báo, bài viết trên tờ báo LA Times cách đây là 15-16 năm á, thì họ nói là cái vision, cái hoài bão, cái tham vọng, cái viễn kiến, cái dự án của ông Triệu Phát và ông Tony Lâm, một người là đại gia chủ thầu, một người là dân cử, đúng không ạ? Thời đó ông Tony Lâm tiếng nói ông mạnh lắm, đúng không ạ, dân cử duy nhất mà trong hội đồng thành phố Westminster, là họ muốn tạo ra một cái Asian Town, một cái Chinatown ở Nam Cali, ở quận Cam, để mà gọi là thay vì như ở LA nó có cái Chinatown rồi, đúng không ạ, thì họ muốn ở quận Cam cũng có một cái Chinatown, và đó là cái viễn kiến của họ. Và những cái người bạn của ông Ngô Kỷ đã phải đấu tranh đòi tuyệt thực, đòi tự thiêu, đúng không ạ, để chống lại cái tên mà Chinatown này, tại vì những cái người đó muốn có cái dùng cái danh xưng Lê Rô Sài Gòn. Bởi vậy Ngô Kỷ cứ khoe là Ngô Kỷ và Trần Thái Văn là đứng tên để mà tổ chức, để mà mời được ông thống đốc Duke Machen về để mà khánh thành những cái bảng hiệu Lớn Lầu Sài Gòn, chính thức là tiểu bang công nhận cái vùng này là Lớn Lầu Sài Gòn, bác hiểu không? Thì một phần á, đây là Ngô Kỷ muốn bảo vệ cái legacy, đúng không ạ, cái công trạng của mình, cái tên đó. Và một lần nữa cho thấy là rõ ràng là đây không phải là phơi phơi, mà nói là ông Triệu Phát ông không có thành ý để mà dựng cột cờ vàng hay là để mà suy tôn cái danh xưng Lớn Lầu Sài Gòn. Bởi vậy bác nhớ mình ra mình đứng mình nhìn thấy cái bảng số không, 1975 nó rất lớn nhưng mà cái chữ Lớn Lầu Sài Gòn nó nhỏ xíu không thấy luôn, đúng không ạ? Trong người bác, tức là để mà nhìn vô để mình có thể mình cân đo đong đếm, mình cân nhắc, mình suy diễn coi là ông Triệu Phát ông đã sẵn sàng, giống như cháu nói, âm thầm chấp nhận dựng cột cờ vàng chưa. Đây là chỉ là cái vấn đề là họ đã là đồng ý với nhau để dựng cờ vàng và bây giờ họ giăng cái bẫy, hay là thật sự nó là như vậy, có nghĩa là giống như Ngô Kỷ nói là Ngô Kỷ đòi có cờ vàng mà ông Triệu Phát không muốn, hoặc là chủ nhân mới của
Phước Long họ không chịu. Thì bây giờ Charlie là đứng ra cái dạng như là tưởng là đưa ra một cái giải pháp có thể làm, đúng không? Tức là giải quyết được cái vấn đề cho ông Triệu Phát với Phước Long Thọ. Và như vậy là đụng chạm đến tự ái, đến cái legacy của ông Ngô Kiện, thưa bác. Vâng, thưa anh, ở đây thì mình thấy là nó có những cái nhiều cái cộng đồng của cái bôn xa này nó nhiều âm mưu lắm. Vừa rồi đó nó gieo đanh giành sắt nó chụp mũ một cái là coi như rằng nghi ngờ rằng cái này đã bán cho Việt Cộng rồi, cái này đã là vốn của Việt Cộng rồi, đòi nó treo cái cờ vàng, nó treo cái cờ vàng đem thua chó gì không ạ? Thì đó thành ra nó diễu hổ ly sơn, nó đánh lạc hướng để mà muốn treo cái cờ vàng thì mày dựng cái cột cờ lên, treo cái cờ vàng thì là mày cuối cùng thì là mày mỗi sáng chủ nhật mày biểu tình được bao nhiêu người, cũng giống như là cái chỗ tượng Đức Thánh Trần đó, ở bên trong đó thì là cũng có tiệm cơm chay rồi Đức Thánh Trần, nhưng mà rồi thì là đâu có huy động được bao nhiêu người, thành ra nó chỉ là cái bọn mà bán hàng giả bịp cho thưa anh. Chính xác thưa bác. Tôi mới nhớ rằng thì là cái ông Đỗ Vinh hôm qua đó, hôm kia đó, ông mới lên với Vũ Hoàng Lân đó, ông mới nói là 13 điều xin lỗi, 13 điều sai phạm. Ông mới dạ, cảm ơn bác. Chính xác thưa bác. Kính thưa quý vị, Hải muốn nói như vậy, đây đòn gì Hải không ke, nhưng mà cái đấy của vấn đề tự chung lại thì giống như Hải đồng ý với bác Cường là cái vấn đề mà gọi là mấy anh có dựng được cái cục cờ vàng đó thì nó cũng chỉ là một cái gọi là hành động mỹ dân thôi, tức là không giống như một cái người mà bị ung thư, đúng không ạ? Tiếng Việt Nam nó gọi thêm một cái từ gì nữa bác, tức là một cái bệnh gọi là nani ạ. Dạ, mà anh bây giờ giả dụ cái triệu chứng của nó có thể nảy sởi, đúng không ạ? Có thể lên mụn hoặc là đỏ tay đỏ chân, rồi anh gọi là chùi rửa, anh dán ba cái băng benet lên đó bác. Tức là anh cái đấy của vấn đề giống như ông Linh Mục Bùi Phong ông nói là quý vị phản bội lại với những cái lời hứa của quý vị, báo nghĩa chứ là quý vị đi ngược lại cái lập trường chủ trương đường lối mà quý vị từng rêu rao, từng hứa hẹn để có được cái lá phiếu, có được cái lòng tin của người dân, đúng không ạ? Để có được những cái chức vụ ngày hôm nay. Có nghĩa là gì? Khi mà quý vị chịu tham gia cái bữa tiệc va ba, mà khi mà tham gia quý vị không lên tiếng minh định lằng ranh, minh định lập trường quan điểm, minh định chỗ đứng của quý vị. Như cháu nói, mình không có thể lên đập bàn đập ghế như Huy về đây mới xảo nói là tôi tính đốt xe, không cần đốt xe, không cần cắm cờ vàng trên xe VinFast, không cần đập bàn giận dỗi dãy nảy bỏ về, giống như ông Đỗ Vinh ông nói như vậy là mọi rợ, đúng không ạ? Không cần làm như vậy. Nhưng mà thay vì trao cái bằng vinh danh, trao cái nghị quyết vinh danh lên chúc mừng ông David Dương, thì nếu mà cháu là họ, khi mà họ đưa microphone cho cháu phát biểu, ngoài cái vấn đề là nói chuyện với ông David Dương, đúng không ạ, chúc mừng chào hỏi, cháu vẫn có quyền nói là thưa anh David, đúng không ạ, tôi rất là ngỡ ngàng khi mà tôi đến đây mà có mặt của những cái nhân vật này, anh biết tôi là người quốc gia, tôi chống cộng triệt để, dù bây giờ hôm nay tôi ngồi ở đây với họ không có nghĩa là tôi như bác nói, đúng không ạ, chiếu lịch không ngồi không có nghĩa là tôi sẵn sàng chung mâm chung chiếu chung giường với họ, tôi không đi đêm với họ, và tôi xác định minh định cái chủ trương lập trường quan điểm chống cộng của tôi, đúng không ạ, và tôi không ủng hộ họ, không bưng bô cho họ. Quý vị chỉ cần nói như vậy thôi. Nếu mà quý vị không làm được chuyện đó, giống như cháu đòi hỏi, thì khi mà về đây giống như Linh Mục Bùi Phong cũng nói, thì quý vị chỉ cần họp báo, đúng không ạ, quý vị giải thích
cái việc nói ồ chúng cháu chúng em bị lừa, chúng cháu đâu biết là khi mà lên đó có cái tụi cộng sản ở đó đâu, đúng không ạ? Rồi quý vị tiếp tục xác định lại, minh định lại cái lập trường quan điểm của quý vị vậy thôi. Tức là bây giờ những cái người chống cộng triệt để đó bác, họ đặt vấn đề là cái làng ranh quốc cộng, cái lập trường quan điểm chủ trương của cái đám này, bác hiểu không ạ? Còn tụi bay là đi đêm với cộng sản, làm ăn với cộng sản, bưng bô cho cộng sản, sẵn sàng bắt tay, giống như mình nói cái vụ mà Chí Tạ muốn làm hãng phim với Ngô Thanh Vân ở bác. Nhưng mà tụi bay lâu lâu cái là ra cái nghị quyết cấm cửa cộng sản, ra cái nghị quyết vinh danh cờ vàng, rồi đi ra đường cúng cờ vàng, rồi lên đả đảo. Cái đó Việt Nam họ cũng đâu có sợ, họ đâu quan tâm. Giống như cháu giải thích rồi đúng không ạ, thằng Trương Quốc Huy nó lên nó chửi cộng ra rạ hàng ngày. Việt Nam họ còn bơm đểu mày lên mà, họ còn cho mày tiếp tục có triệu view ở Việt Nam mà, họ đâu có sợ những cái đó. Tại vì bây giờ nó giống như bác nói, họ rất là tự tin. Người Việt Nam họ sống ở Việt Nam, họ biết cái cuộc sống nó ra sao chứ. Mày ngồi bên đây mày nói cuộc sống đói khổ lầm than, thì đảng cộng sản nó cười vô mặt, nó ngồi nó rung đùi nó cười, mà người dân trong nước người ta sẽ nghe xong người ta cũng cười vô mặt mày. Bác hiểu chứ không ạ? Nó đâu có ảnh hưởng nguy hiểm gì cho chế độ đâu. Thì cái tụi này cũng vậy, bạn người ta chỉ cần biết mày sẵn sàng phục vụ cộng tác, đi đêm bắt tay với họ, đúng không? Ký hợp đồng với họ, phê chuẩn những cái kế hoạch của họ. Còn cái chuyện mày về gặp những cái người già cử tri chống cộng cùng mày, mày cứ việc dựng cột cờ, mày cứ việc cua cờ vàng, họ đâu quan tâm. Ý cho nó là như vậy đó, là những cái chiêu trò mỹ dân thôi. Vâng, thì nó là chuyện đó. Bây giờ còn tôi thấy rằng thì là mình cũng chả cần mất công mà để mà phân tích hay là để mà vạch trần là cái chuyện đó từ xưa đến nay, nó đã mấy chục năm nay nó đã bán hàng giả rồi. Và cái câu chuyện là thằng nào cũng muốn về cộng tác với cộng sản thế thôi. Và nó thấy đây là một cái xu thế của thời đại thành ra mà bác đã nói cái này từ cái hôm mà Vũ Hoàng Lân Phú Sa TV, bác nhớ mình nói là thảo luận về cái vụ Ngô Thanh Vân, bác nó nói cách đây mấy năm rồi, bác nó nói gió đã đổi chiều, tụi này nó đã trợ cơ rồi. Thành ra mình cũng không có mà tụi nó không dám công khai xác nhận. Và cái đám bò vàng, cái đám bò chống cộng nó vẫn tiếp tục, nó nghe lời, nó tin theo tụi này thôi. Đâu có tin theo gì cả, theo tôi là cũng còn vài trăm phiếu, vài ngàn phiếu. Hải Đào nó nói là có 100.000 người Việt Nam ở ở đây mà nó được bao nhiêu phiếu thì là ai xui miệt ấy ghé gì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đây ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu, cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu. Được ăn, được nói, được gọi đem về, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì Quảng em mời chị ăn liền. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Ai xui miệt ấy ghé gì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em ăn tô bún cá chứa chan tình người.